Yeah. Hey, Obra. Oh, mooi. Dankjewel. Ja, mooi hè? Nou, super. Ja, dat is een paar keer wat gelinde, hè? Chào cả nhà. Hôm nay Linh sẽ dắt mọi người đi ăn sinh nhật vua của Linh nha. Linh sẽ kể về lịch sử của ngài vua một chút. Hôm nay rất là đông đúc mọi người ở khu trung tâm. Thấy mọi người ta đang bán cái gì là bán bông bóng không? Bình thường thì ít có lắm. Chỉ có ngày lễ như vậy nè mới là bán bông bóng. Và người ta đi chơi rất là nhiều. Là Linh kể về lịch sử chút nha. Là cái người vị hoàng thái hậu đầu tiên á. Hay ra đây gặp nhiều người quen quá. Vị hoàng thái hậu đầu tiên là Juliana. Thì ngày sinh nhật của vị hoàng thái hậu đó đó là ngày 30 tháng 4. Và khi mẹ của vị vua hiện tại là nữ hoàng Beatrix lên ngôi, thì bà lên ngôi vào ngày 30 tháng 4 năm 1980. Thì ngày đó bà lấy là ngày kỷ niệm và cũng là ngày sinh nhật của mẹ hoàng hậu luôn. Thì cứ mỗi vào cái ngày đó thì toàn dân Hà Lan sẽ được nghỉ, các công ty đều đóng cửa hết, trừ những cái gọi là cái nhà hàng thì mới mở cửa thôi. Và mọi người sẽ được vui chơi, đi ra đường chơi nè, rồi mặc đồ màu cam. Đồ màu cam là tượng trưng cho cái họ của vua bên này. Cho nên mọi người mặc đồ màu cam, vẽ hình đồ. Linh á là hôm nay Linh thức dậy rất là trễ, tại vì Linh nghĩ là Linh sẽ ra sớm, nhưng mà cuối cùng thì lại ra rất là trễ. Nhưng mà may mắn là vẫn còn đông người. Linh tiếp tục cái câu chuyện nha. Là khi mà vị hoàng thái hậu lên ngôi, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2013 thì bà thoái vị. Sau đó thì vị vua hiện tại là William Alexander lên ngôi, là con trai của bà. Không biết vì cái lý do gì đó mà họ không tổ chức ngày sinh nhật nữ hoàng vào ngày 30 tháng 4 nữa, mà chuyển sang là sinh nhật vua là ngày 27 tháng 4, tức là hôm nay. Mỗi cái công việc, mỗi cái hành trình đó, là mọi người thấy không, người ta mặc đồ màu cam rất là nhiều. Đó, thấy chưa? Đó. Linh cũng muốn mặc đồ màu cam nữa mà ở nhà không có, tôi quên mua thôi, cũng không đi luôn. Rồi xong á, mấy cái cửa hàng này tên năm nay hơi lạ nha, là cửa hàng mở cửa. Chắc là nếu mà người nào muốn mở cửa thì mở cửa, còn không thì thôi. Thì Linh thường là đóng cửa hết, như cả nhà mọi người đều nghỉ ngơi hết. Rồi bán đồ cũ. Tại vì nếu bình thường thì giống như cái clip mà mọi người xem, cái clip mà chợ truyền thống ở Hà Lan, hoặc là cái về thành phố Sủa Lò của Linh á, thì mọi người thấy là những cái quầy bán hàng ở ngoài đường là toàn là thuộc cửa hàng thôi. Họ không cho bán đồ giống như là chiếm lòng lề đường giống như bên Việt Nam mình. Nhưng mà cái ngày này, đặc biệt cái ngày này, thì ai muốn bán cái gì thì bán. Thì người Hà Lan rất là thích đem đồ cũ ra. Có nhạc là Linh sợ bị để Linh tắt chút, Linh quay lại. Chỗ này Linh tắt tiếng vì Linh nghe có nhạc ở ngoài kia. Linh sợ bị lạm dụng ở cái gì gọi là bị vi phạm bản quyền, cho nên Linh tắt tiếng. Chứ nếu không thì nghe cái không khí ngoài này thì nó mới vui. Thì như Linh nói đó, thì mỗi khi mà tới sinh nhật vua thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng mà Linh thấy mấy cái shop quần áo vẫn mở cửa, tuy nhiên có rất ít người vào mua. Tại vì ở cái ngày này người ta thích đi dạo ngoài phố hoặc là mua đồ cũ hơn. Mọi người thấy không? Bây giờ cái khu này thì chưa có đồ cũ nhiều đâu, nhưng mà xuống dưới một tí thì người ta sẽ bán đồ cũ nhiều hơn. Mỗi khi mà muốn mà có cái chỗ bán đồ cũ như vậy nè, thì tối hôm trước, nghĩa là tối hôm qua đó, mọi người phải đến đây và dành chỗ rất là sớm. Tại vì nếu không thì sẽ không có chỗ để ngồi và bày đồ ra để bán. Cái mùa này khi mà người ta bán đồ cũ chủ yếu là muốn dẹp mấy cái đồ của mình nó quăng bớt cho rồi, thì bán kiếm một chút tiền để cho mấy đứa con nít nó vui.
Rồi có mấy đứa con nít thì nó tự bày ra, nó nhảy nè, hoặc là nó bán đồ của nó làm, hoặc là nó đàn, nó hát gì đó để nó kiếm tiền. Linh nghe bạn Linh nói là có một cái tổ chức để giúp đỡ người Ukraine, mà hình như cái tổ chức này là của bạn Linh á, tại vì hôm qua Linh thấy đăng trên Facebook mà Linh đến, Linh nhìn sơ thôi, tại vì Linh không có nhiều thời gian để xem nhiều, cho nên Linh bây giờ đi chắc một chút hoặc là sẽ thấy cái khu vực dành cho người Ukraine bán đồ. Mấy năm trước khi mà trước dịch đó, Linh cũng đem đồ cũ đi bán, mà trời ơi, vì dành chỗ, cái chỗ thành phố Linh không được, Linh phải đi qua một cái thành phố khác, nó đông kinh khủng luôn, cả nhà đông lắm luôn, mà hên là có bạn Linh á dành chỗ cho Linh ngồi rồi. Khi mà Linh đem nên nó bán á, thì thật ra Linh không có khiếu bán đồ đâu cả nhà, Linh đem đồ quá trời la luôn, không ai mua hết trơn, bán được hình như có được một đồng mà. Rồi xong có Linh ngồi, Linh chán quá trời chán, Linh đi về Linh bỏ đồ luôn, ai muốn lấy thì lấy, nhưng mà lại là không được phép làm điều đó. Lúc mà Linh đem dẹp á, thì Linh nghe nói trước đây á, thì mình muốn bán đồ cũ á, xong rồi mình cứ để đó luôn đi, nếu mà người ta không mua thì sau cái buổi chợ có những người không muốn mua, họ sẽ lấy mấy cái đồ cũ của mình về xài. Cái Linh mới để đó rồi, nhưng mà bạn Linh nói thôi để đó cho bạn Linh bán thử, cuối cùng bạn Linh bán cũng không được luôn. Rồi nhưng mà phải đem về chứ không được để ở đó, tại vì để ở đó thì cái năm Linh mà đi bán thì sẽ bị phạt, cho nên bạn Linh đem về rồi xong rồi kêu Linh lại nhà lấy. Từ đó về sau Linh không thèm bán đồ cũ của mình luôn. Nhưng mà Linh muốn có năm á, Linh muốn tập cho con Linh thử coi như thế nào, thử nó có bán được không, mới kêu nó vẽ mấy cái ly tách đồ đem ra bán. Cuối cùng nó ngồi rồi nó mắc cỡ, nó không bán, mà kế bên nó có mấy đứa con nít khác bán đồ ăn á, thì tụi nó lại mua đồ ăn của mấy đứa con nít khác quá trời luôn. Cuối cùng mình không được bán, mình bán không có tiền, mà mình lại tốn tiền đi mua đồ ăn cho cái nhóm khác. Rồi sau đó là Linh có kêu con Linh á, có đi tham gia mấy cái chợ này nữa không, nó không bao giờ nó tham gia luôn, nó không bao giờ nó làm nữa, ngồi bán không được gì hết. Nghĩa là má con Linh á không có tí vì không có tí gì về thiếu mua bán hết. Bình thường là mấy chỗ này phải là giữ yên tĩnh rất là nhiều, có một cái xe nhạc chơi thôi, nhưng mà hôm nay á là được tự do cho nên mọi người vừa đi vừa có thể nói là chúc mừng sinh nhật đức vua, hoặc là ca hát sùm và đàn hát thì không có bị phạt. Chứ bình thường nếu mà làm mấy cái chuyện này là người ta sẽ báo cảnh sát và mình là bị bắt hoặc là bị phạt đó nha cả nhà. Linh có nghe thầy Linh nói là có những người chưa có quen với lại sinh nhật của vua ngày 27 tháng 4 thì họ vẫn còn nhớ, nhất là những du khách đó, họ vẫn còn nhớ là ngày sinh nhật của hoàng hậu ngày 30 tháng 4, cho nên vào ngày 30 tháng 4 họ cũng mặc đồ màu cam rồi đi ra ngoài đường, cuối cùng thì mới phát hiện ra là ngày đó không phải là ngày sinh nhật của vua. Cho nên mọi người nhớ nha, qua đến Hà Lan ngày 20
7 tháng 4 mới là sinh nhật của vua, còn ngày sinh nhật của nữ hoàng ngày 30 tháng 4 là không còn nữa nha cả nhà. Tuurlijk, tuurlijk. Mag het gratis? Ja, gratis. Chị bạn của Linh đang vẽ mặt cho mấy đứa trẻ đó, mấy người trẻ trẻ đó. Đây là cái hình của gọi là hình lá cờ của Hà Lan. Đây là mấy cái cục đá làm thành màu để cho mọi người. Cô này mặc đồ hóa trang đẹp không nè. Đó, để mình vẽ lên thôi mọi người, để cho con nít nó có trò nó chơi, nó lấy cái bút này nó vẽ lên mấy cục đá này nó đem về. Cái này là không có tốn tiền gì hết, con nít nó thích thì nó lại nó lấy nó chơi thôi. Tay cô này mặc đồ đẹp quá. Mấy đứa con nít đó nó lanh lắm, nó đang vẽ nè. Ồ lớn chứ, canh veo chứ. Yeah, canh veo. Nó vừa làm nó vừa tâm sự với mình, nó thích ghê á. Bên đây là mấy em đang làm bong bóng tạo hình cho mấy đứa trẻ, cũng là miễn phí nha cả nhà. Trời ơi, có cái thằng nhóc đó nó đang đàn nó kìa. Linh đang canh con mấy cái cái này là trong organization của bạn Linh á, thì họ rủ Linh vào tham gia, thì Linh đang đứng canh cái đống đá này đây. Nhưng mà thôi đi quay đi, chẳng ai ăn cắp gì đâu, tại vì cái đó cũng miễn phí mà. Có thằng nhóc này nó đàn hay quá cả nhà ơi. Nhỏ xíu thấy ghét rồi. Rồi. Và bên đây là một em bé, nó một cô bé đang múa. Thì là cái mùa này, cái ngày này là để cho mọi người có thể kiếm tiền miễn phí, ai thấy thích thì cho tiền. Tụi nhóc bên đây nó hay tự lập, nó hay thích kiếm tiền thì nó ra nó đứng dậy để nó kiếm vài đồng chơi cho vui. Ở đây là một cái trò khác. Wow. Sợ thất bại rồi. Ở đây là trò đi trên dây. Mọi người đang chơi vui quá ha. Ai muốn chơi gì chơi. Thì mấy cái này á, là một cái gọi là cái giống như cái phường á, cả nhà, các phường tổ chức thì sẽ phường tài trợ mấy cái này hết. Và mấy người tham gia chơi á là được miễn phí. Rồi cái người tham gia mà làm việc ở đây là tình nguyện viên, giống như hiện giờ thì Linh đang cái là tình nguyện viên cho cái chỗ này nè. Đó, cái chỗ mà mọi người thấy vẽ mặt và vẽ đá nãy giờ, Linh đứng, Linh hướng dẫn và có giống như là nói vài câu cho nó vui thôi. Ở phía sau Linh đó là có mấy bạn đang học leo cây. Đây là cái con chó mà Linh tự làm á, Linh được cái chị bạn trong cái tổ chức có chỉ cho Linh làm luôn. Năm nay thì Linh chỉ đến để giúp chỉ thôi, còn sang năm thì Linh sẽ tham gia vào cái tổ chức này. Tại Linh thấy vui quá cho nên sẽ tình nguyện tham gia và để chơi với mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh và hẹn mọi người clip sau. Clip sau Linh sẽ post về cái khu rừng gọi là khu rừng quốc gia. Mọi người đón theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà, nhớ subscribe, like và share cho Linh nha. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Chúc mừng sinh nhật vua của Linh nha.